Tại tòa nhà này, nơi giữ xe máy được đặt ở tầng trệt trông khá an toàn. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, có lẽ còn khá sớm nên số lượng xe không nhiều. Người bảo vệ đang thực hiện công việc của mình, nhưng dường như đã có một sự việc gì đó. Sau một chút lưỡng lự, người bảo vệ vội bước ra ngoài tầm ghi hình của camera an ninh. Và ngay sau đó là sự xuất hiện của người thanh niên này. Anh ta vừa đi lại, vừa nghe điện thoại. Anh ta quên cả việc bỏ khẩu trang và nón bảo hiểm. Chắc hẳn người này đang rất vội. Hãy để ý kỹ, người thanh niên này dường như khá bất an. Thậm chí anh ta còn quay ra cửa, quan sát một lần nữa, rồi sau đó lại trở vô. Đôi lúc, có vẻ như anh ta đã sẵn sàng trong tư thế bỏ chạy. Dường như đã có sự xuất hiện của ai đó, nên người này liên tục giả bộ nói chuyện điện thoại nhằm đánh lạc hướng. Có lẽ vì anh ta đang tính toán cho một hành vi bất thường nào đó nên mới có những biểu hiện như vậy. Ngôi nhà này nằm ngay mặt đường nên nó có khá nhiều người qua lại và đây là lý do cho sự hốt hoảng của người thanh niên này. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, người thanh niên quyết định tiến lại gần mục tiêu. Bỏ qua những chiếc xe phía ngoài dù chúng sẽ giúp anh ta tẩu thoát nhanh hơn. Anh ta tiến gần đến chiếc xe trong cùng và đây cũng là chiếc xe có giá trị lớn hơn cả. Dường như, ngay từ đầu, mục tiêu của anh ta đã là chiếc SH đắt tiền này. Bình tĩnh thực hiện các thao tác bẻ khóa xe, rồi nhanh chóng phóng vụt đi. Bằng một lần duy nhất, anh ta đã bẻ thành công khóa xe. Vậy là chưa đầy một phút, từ lúc người bảo vệ rời khỏi vị trí không rõ lý do, thì một chiếc xe đã bị mất trộm. Ngay sau khi tên trộm cùng chiếc xe biến mất, người bảo vệ quay trở lại với nhiệm vụ của mình mà không hề biết kẻ gian đã kịp lợi dụng sơ hở để trộm đi một chiếc xe máy. Sau khi xem đoạn video clip này rồi thì Ngọc thấy anh bảo vệ này hoàn toàn bất cẩn. Ngọc phải đặt cái trường hợp là nhiều khi cái người mà ăn trộm là có đồng bọn đứng ở ngoài xong gọi ảnh ra để hỏi về đường, hỏi về cái này nọ giống như là đánh lạc hướng cái sự chú ý vậy đó. Trừ trường hợp anh ấy ảnh phải đi vệ sinh. Còn những trường hợp còn lại là vì anh ấy không coi camera cận cảnh. Tại vì camera cận cảnh đã đề cập tới rất nhiều trường hợp là cái người bảo vệ, người giữ xe bỏ vị trí của mình và đi ra ngoài. Thì nếu như mình có muốn đi ra ngoài vì một lý do gì đó thì mình phải nhờ một người khác coi cái bãi giữ xe này, tại vì đây là những tài sản có giá trị. Và nếu như tài sản này bị mất thì anh ấy, ai là người chịu trách nhiệm? Anh phải là người đền chứ ai, đúng không? Thay vì anh ấy chịu khó anh nhờ thêm một người khác coi cái bãi giữ xe để cho anh đi ra rồi anh đi vào. Như vậy thì có tốt hơn không? Đỡ thiệt hại cho tất cả mọi người. Thật ra thưa quý vị khán giả, khi mà chúng tôi gửi đến quý vị đoạn clip này, không phải chúng tôi tập trung hết vào cái chuyện trộm cướp hay là bất cẩn, nhưng chúng tôi còn nghĩ thêm một khía cạnh nữa là ở cái góc độ của một người bảo vệ, thì bản thân anh sẽ phải làm sao với cái lỗi lầm và cái sự cố vừa rồi. Chắc chắn là anh cũng sẽ phải đền ít nhất là 1/3, một nửa hay là cả một chiếc xe. Như vậy thì có phải là quá khó khăn đối với anh hay không? Chính vì thế chúng tôi càng muốn quý vị khán giả đề cao tinh thần cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Và thậm chí Ngọc thấy không? Ở đây có nghĩa là chúng ta đang xem lại được từ một cái camera của ngay tại hiện trường. Vậy cái camera này đặt ra để làm gì và ai là người quan sát? Nếu mà có người quan sát thì cũng đã phát hiện được tên trộm rồi. Như vậy việc chúng ta đặt cái camera để chống trộm, nhưng chúng ta có ngồi đó để quan sát và phát huy được hết tác dụng của camera hay không? Đó lại là một vấn đề.